Chào các bác, đây là quế đầu hồ của bác Phước ở Sóc Trăng. Tên là Phước ở Sóc Trăng, số điện thoại cuối là 585. 585 đó. Thì trong cái hộp của bác thì thư này và cái đồng hồ của bác, nhưng mà cái số điện thoại của bác lại không khớp với Zalo, nên em này không thể tìm được cái Zalo của bác ấy. Bác nào cần thì các bác vào Zalo nhé, phía trên Zalo chỉ tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại của em và ra Zalo của em nhé, các bác nhắn tin giúp em thôi. Đây là cái đồng hồ của bác. Senko, một chiếc Senko để thư, đồng hồ em tình trạng chạy nhanh không chuẩn, em mới nhờ thợ căn chỉnh lau dầu xong vẫn như vậy. Đấy, đã đưa ra thợ căn chỉnh lau dầu rồi nhưng vẫn vậy, nhờ anh thợ sửa dùm. Thì em đã yêu cầu bác ấy là đến thợ bảo, yêu cầu người ta bảo hành đi, bảo hành lại, tại vì mình mất tiền lau dầu, mất tiền căn chỉnh nhưng mà vẫn vậy thì phải bảo hành thôi. Đấy, nhưng mà bác ấy lại không nghe, nhờ anh thợ sửa dùm, chạy cho đúng, thay linh kiện gì cũng được và làm chống nước giúp em. Sửa xong anh thợ để xem, chạy thử vài hôm hãy gửi cho em, khi nào đồng hồ chạy chính xác hãy gửi. Đó. Phan Văn Phước. Đó. Đồng hồ của bác ấy. Là rõ ràng như em thông thường với bản thân em ấy, mà đi sửa mà không được ấy thì yêu cầu người ta phải bảo hành chứ, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà em khuyên bác ấy là đi bảo hành thì bác không nghe. Đấy, cái chốt này nó bó ở đây rồi. Vậy thì em sẽ chốt, tháo chốt ở hông. Tháo chốt ở hông. Chốt kẹp. Đó, chốt kẹp. Đó. Đó. Đây là dòng Senko, là dòng này, dòng xin thưa với các bác là cái dòng sửa gần như là dễ nhất trong dòng cử. Đồ thay thì cũng rẻ, dễ sửa, dễ rẻ, thông dụng, nói chung là máy thông dụng. Đó. Còn chưa lấy nước vào nữa. Rồi, sẽ kiểm tra cái đồng hồ này. Ôi trời ơi, xin thưa với các bác này, người ta bôi dầu nước vào đây đầy này, rất nhiều này các bác này. Đấy, nhưng mà cũng có chịu được nước đâu đúng không ạ? Đấy, đây này, các bác nhìn thấy cái tờ giấy em lau này, rất bẩn đúng không ạ? Rồi bây giờ em lau tiếp cái này cho các bác xem. Đó, rất bẩn này. Lọc sạch đã. Đấy, cực bẩn đúng không ạ? Em mới vệ sinh qua đấy nhỉ? Chưa làm kỹ đâu. Bác nào cần thì liên hệ với em số Zalo nhé. Trên Zalo sẽ tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại của em và ra Zalo của em thôi, rất là dễ tìm rồi. Vì Zalo tên trùng với tên kênh YouTube của em luôn. Bây giờ em sẽ kiểm tra cái đồng hồ này. Cái bút dạ. Cái bút dạ này là em chấm một chấm ở đây. Đó, để kiểm tra xem cái tự động này nó làm sao, đúng không ạ? Em cảm giác ở tay em đã thấy tự động này có vấn đề này. Các bác nhìn thấy có vấn đề gì chưa? Này nhá, thợ lau dầu rồi các bác nhá, nó phát hiện ra này, nó là cái gì? Tự động này nó có lên đâu đúng không ạ? Tự động này hỏng rồi này, có lên đâu? Đó, đúng không ạ? Đó, này, tự động nó im này, cái vạch kẻ của em này đứng im luôn, không có lên được. Rồi bây giờ em sẽ lên con tay nhá. Đấy, bác ghi thư cho em này. Thợ đã căn chỉnh lau dầu xong nhưng vẫn vậy. Đó. Rồi em sẽ có tay cho các bác xem. Và nhìn cái cầu tóc này, em đã nhìn, em đã thấy là cầu tóc này có vấn đề này các bác này. Nó không đúng vị trí này, hai cái cầu này. Đấy, em lên có tay nó cũng không chạy được, đúng không ạ? Bây giờ em lắc xem nào. Em nhắc em nhìn thấy cái tóc này đang bị rối này. Lắc em nhìn thấy tóc này đang bị rối, nhìn biết ngay. Chứ chưa cần phải tháo ra. Đây là cái kinh nghiệm thôi các bác ạ, chứ không mạnh mồm cái này đâu. Bây giờ em tháo cái tóc này ra các bác xem nhé. Có thể đứng ngay lập tức này.
Đấy. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái tóc này ra để cho bác xem. Em giữ cái bán nguyệt này để cho nó khỏi chém vào tóc. Em lấy cái tu vít nhỏ hơn một tí, tu vít này hơi to. Đó. Rồi em tháo quá nhiều nên là em rồi, tháo cái phần cầu tóc này. Đấy, em kiểm tra cái con ngựa các bác nhé. Con ngựa vẫn bình thường các bác nhé. Thì em sẽ thử xả cót luôn cho các bác xem. Bây giờ em xả cót cho các bác xem. Xem là cái máy này nó thế nào. Mà lau dầu đã ổn chưa. Đấy. Chứ không phải là nhiều cái đồng hồ ấy mà khách đưa cho em ấy bảo lau dầu rồi nhưng mà em kiểm tra vẫn chưa đạt. Chưa được. Đấy, chứ không phải là cứ lau dầu rồi là được rồi đâu các bác nhé. Thực thực với bác thế. Đấy các bác nghe kêu rít này. Nó kêu này. Nó kêu này lau dầu cái kiểu cái này thì chưa được. Đúng không ạ? Nó kêu ro 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 này các bác này. Đấy. Đấy nó kêu ro 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 sẵn sạo sạo này tức là lau dầu chưa được. Chưa đạt. Đấy, chưa đạt. Thì cái này phải lau dầu lại thôi. Đó, em sẽ lên cọ tay các bác nghe nhé. Nó kêu ro 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 này không kêu êm. Đấy các bác nghe sạo sạo ấy. Đúng không? Sạo sạo đấy. Sạo này nó chưa chuẩn rồi. Đúng không ạ? Đó. Và ngoài ra em kiểm tra cái tóc này. Tóc này nhìn em biết là đang bị rối rồi các bác này. Rối ở cái vòng này. Này, rối ở cái vòng này. Vòng vòng số 2 vòng ngoài cùng đấy, hai vòng ngoài cùng. Đó, nó bị rối. Đó. Cái này sẽ thử nắn cho bác ấy, nếu mà không nắn được nữa thì phải thay đấy, em có nói trước thế. Đó. Đó, này, đung đưa này như này là không được này đúng không ạ? Em đung đưa cho bác xem. Đung đưa cái tóc thì nó không 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 đung đưa. Đó, này, nó đứng luôn này. Đó, đứng luôn đây này. Là không ổn. Không ổn. Đó, em có điện thoại tí. À, và em chào các bác nhé. Vì con này rất là dễ đó. Con này lau dầu, chống nước và tóc này nắn tóc hoặc là thay tóc là xong rồi mà các bác. Con này cực kỳ dễ làm các bác. Em chào các bác. Có số điện thoại lạ gọi cho em. Chắc là sửa đồng hồ thôi. Chào các bác.